Pep, Pep, có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị nhốt trong cái bịch này rồi. Pep, Pep, cứu tôi, cứu tôi. Các bạn ơi, mình nghe đâu đây có tiếng ai kêu cứu nè. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi xem ai kêu cứu nha. Chúng ta hãy giúp đỡ người ta nha. Ôi, các bạn ơi, đây nè. Hình như bạn này đang kêu cứu nè các bạn. Các bạn ơi, đây là một bạn xe bolit nè. Bạn đó đang bị bắt ở trong cái bịch này rồi nè các bạn. Tội nghiệp bạn đó quá các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cứu bạn đó ra khỏi cái bịch này nha. Ôi, thiệt là tội nghiệp bạn đó quá đi các bạn ơi. Nè, rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra. Lấy bạn đó ra khỏi cái bịch nha các bạn. Cái bịch này cứng quá các bạn ơi. Lấy bạn đó ra rất là khó luôn. Ôi, tội nghiệp bạn đó quá à. Để mình lấy ra từ từ nha các bạn. Rồi mình đã lấy ra được rồi nè các bạn ơi. Wow, mình đã giải cứu bạn đó ra được khỏi cái bịch rồi nè các bạn. Wow, bạn đó là một bạn xe ben. Xe ben cảnh sát nha các bạn. Wow, bạn đó có cái mũ rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái mũ đẹp không? Wow, bạn đó có màu xanh nước biển với lại màu đỏ nha. Bạn đó có mấy bánh xe đây? 1, 2, 3. Rồi bên này nữa, 4, 5, 6. Wow, bạn đó có 6 cái bánh xe luôn các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Ôi, bạn xe cảnh sát ơi, tại sao bạn lại bị nhốt trong cái bịch này vậy hả bạn xe cảnh sát? Tại vì mình ham chơi, mình nghe theo người xấu, mình đi chơi, sau đó bị người xấu dụ bắt nhốt trong cái bịch này nè. Mình sợ quá à. Mà bạn ơi, không chỉ một mình bị bắt đâu, bạn xe cần cẩu nè, bạn xe chở thú nè, rồi bạn xe ủi cát nữa, mấy bạn đó cũng bị bắt luôn rồi. Bây giờ bạn có thể giúp mình đi tìm và giải cứu những bạn đó luôn được không? Các bạn ơi, bạn xe Ben nói còn vài bạn nữa đang bị bắt. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi giải cứu những bạn đó luôn nha các bạn. Bạn xe cảnh sát ơi, bây giờ bạn hãy dẫn đường đi. Mình sẽ đi theo bạn và sẽ giải cứu những bạn xe kia luôn cho. Vậy hả? Cảm ơn bạn nha. Vậy bây giờ bạn đi theo mình nào. Nè, các bạn ơi. Đây nè, có một bạn nè. Đây là một bạn này, là bạn xe cần cẩu nè. Bạn đó cũng bị nhốt trong cái bịch này luôn nè. Ôi, bạn đó bị nhốt trong cái bịch dơ quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ ra nha. Tội nghiệp bạn xe cần cẩu à. Bạn xe cần cẩu này nhìn cũng đẹp quá ha các bạn ha. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá các bạn. Wow, bạn xe cần cẩu này nhìn rất đẹp luôn nè. Rất là nhiều màu sắc luôn ha. Màu xanh nước biển nè, màu vàng nè, màu cam nữa. Rất là nhiều màu luôn. Wow, đẹp quá. Nè, các bạn nhìn nè. Bạn có số hiệu là 3999. Wow, mát rắc luôn. Bạn đó rất là sức mạnh luôn nha các bạn. Nè, các bạn nhìn nè. Wow, cái cần cẩu bạn đó chúng ta có thể kéo ra dài luôn các bạn. Nè, để mình kéo ra dài nha. Wow, rất là dài luôn kìa. Các bạn thấy chưa? Wow, cái bệ cẩu nè, cái bệ cẩu bạn đó nè các bạn. Đây. Bạn ơi, bạn đó có cái này nữa nè. Cái này. Nhưng mà bị hư rồi. Nè, cái này bị hư rồi các bạn ơi. Nè, cái này là bị hư rồi. Hình như là bạn đó bị kẻ xấu làm hư đó các bạn. Các bạn nhớ nha, chúng ta đừng nghe lời kẻ xấu đi chơi nha. Cái cần cẩu rất là đẹp luôn ha. Rồi, bạn xe này cần phải sửa chữa lại nha các bạn. Đâu, bây giờ mình sẽ thử xoay cái bệ cẩu coi còn hoạt động được nha các bạn. Bệ cẩu thì còn hoạt động được các bạn ơi. Bệ cẩu còn hoạt động được nha. Nhưng mà chỉ bị hư cái đồ điều khiển cần cẩu thôi. Điều khiển lên xuống các bạn. Đã bị hư rồi. Rồi. Cái cabin nè các bạn nhìn đẹp không? Wow, có chỗ tài xế với lại lơ xe ngồi nè ha. Rồi, để mình đọc biển số xe nha. 3999-02. Đó, rất là đẹp luôn ha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để bạn xe cần cẩu ở đây. Mình và bạn xe Ben sẽ tiếp tục đi tìm và giải cứu những bạn xe khác nha các bạn. Đi nào bạn xe Ben ơi. Nè các bạn ơi, đây là chỗ bạn xe chở thú đã bị nhốt nè. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải cứu bạn xe chở thú này luôn nha các bạn. Wow, bạn xe chở thú này rất là tội nghiệp luôn, bị nhốt ở cái hòn đá này. Rồi chúng ta sẽ lấy cái bịch ra giải cứu bạn nó ra. Wow, vậy là chúng ta đã giải cứu được bạn xe chở thú rồi nè các bạn. Wow, bạn xe chở thú rất đẹp luôn ha. Đó, có màu vàng, màu cam, màu đen, rất là nhiều màu luôn. Wow, đẹp không các bạn. Nè, cái chỗ cho tài xế ngồi nè các bạn. Đó, rồi biển số xe để mình đọc coi. 3999-06 nha. Cái chỗ này á là cái chỗ cái còi nè các bạn. Rất là đẹp ha.
Rồi bây giờ mình sẽ mở ra mình xem coi những bạn thú này có ổn không nha các bạn. Wow, bạn khủng long cũng rất là ổn nha. Bạn khủng long vẫn bình thường nha. Rồi mình để vô. Ồ, bạn xe chở thú chở theo. Wow, một bạn hổ. Ồ, bạn này rất là dữ luôn nha các bạn. Rồi chở theo hai cái trứng khủng long nữa nè các bạn. Có cả bạn khủng long nữa nè. Thêm một bạn khủng long nữa nè. Wow, rồi mình để bạn đó lại nha. Rồi mình đậy lại luôn. Rồi đậy lại nha. Rồi bạn xe chở thú đẹp không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để bạn xe chở thú đây nha. Mình với bạn xe Ben sẽ tiếp tục đi tìm và giải cứu những bạn xe khác nha các bạn. Let's go now. Rồi lội xuống hố nước nào. Wow các bạn ơi, mình đã tìm thấy được những bạn xe nữa rồi nè. Wow, những bạn xe này rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà tội nghiệp quá đi, các bạn đó đã bị nhốt ở trong cái hộp này rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ cái hộp này ra. Đây đó. Wow, như vậy là mình đã giải cứu được những bạn xe này nha. Wow, các bạn ơi, ở đây là một cái đường đi nè các bạn. Những cái con đường của chúng ta nè. Đây là những con đường của chúng ta nha. Wow, những chiếc xe của chúng ta nè. Xe này xe chở hàng cảnh sát nè. Xe ô tô cảnh sát nè. Rồi, xe cảnh sát màu đen nè. Xe cảnh sát màu xám nè. Wow, xe cảnh sát nữa nè các bạn. Wow, rất là nhiều xe cảnh sát luôn. Các bạn nhìn nè, xe cảnh sát này đẹp không? Đó, xe cảnh sát bán tải nữa nè. Xe cảnh sát này là xe cảnh sát gì các bạn? Xe cảnh sát chở khách hả? Còn đây là xe cảnh sát địa hình nha, rất là đẹp luôn. Wow, còn đây, đây là một chiếc xe cảnh sát chở hàng nữa. Đây nữa nè, đây một chiếc xe cảnh sát chở hàng nữa nè. Wow, rất đẹp luôn. Đây, con đường của chúng ta nè các bạn. Các bạn thấy con đường có đẹp không? Wow, những chiếc xe của chúng ta sẽ chạy trên con đường nè. Đây, mình lấy máy này ra, mình chạy cho bạn xem nha. Rất là đẹp luôn á nha. Đây nè, chiếc xe của chúng ta sẽ xuất phát từ đây nha. Quẹo. Rồi, quẹo đây. Đó. Hay không các bạn? Rồi tiếp theo cho bạn này chạy nha. Bạn này chạy nào. Đó. Wow, bộ đồ chơi rất là hay luôn các bạn. Rất là nhiều chiếc xe luôn nè. Đó, để mình đếm coi bao nhiêu chiếc xe nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wow, có 12 chiếc xe luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để những bạn xe này đây nha. Mình sẽ tiếp tục cùng với bạn xe Ben đi giải cứu xe khác nha các bạn. Đi giải cứu những bạn xe khác thôi bạn xe cảnh sát ơi. Wow, các bạn ơi, chúng ta đã tìm thấy bạn xe cuối cùng rồi. Đây, đây là một bạn xe sức mạnh nhất luôn. Bạn đó bị nhốt trong một cái hộp. Wow, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải cứu bạn đó ra nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở bạn đó ra nào. Wow, mở bạn đó bên nào. Wow, mở bạn đó bên này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lôi bạn đó ra. Lôi bạn đó ra nào. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, các bạn ơi. Bạn đó nhìn rất đẹp luôn nè. Các bạn nhìn nè. Đẹp không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy bạn đó ra nha. Đây. Wow. Bạn đó nhìn rất đẹp luôn nè các bạn ơi. Wow. Đây là một bạn xe này. Là xe điều khiển nha các bạn. Nè, đây là cái đồ điều khiển nè. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắp pin vô cho bạn xe này để cho bạn đó hoạt động trở lại nha. Các bạn ơi, mình mới vừa sửa chữa pin cho chiếc xe xong. Bây giờ chúng ta sẽ thử khởi động lại nha. Wow, chiếc xe của chúng ta đã kêu to hơn rồi các bạn ơi. Mình hy vọng xe sẽ hoạt động được. Rồi, wow, nè. Đó, xe hoạt động được các bạn. Đó, bánh xe quay rất là mạnh luôn nè các bạn thấy chưa. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, có nhạc luôn các bạn ơi. Wow. Đó, có nhạc rất là hay luôn. Nè, bây giờ mình sẽ cho bạn nó đứng dậy nha. Đó,
rất là đẹp luôn đúng không? Xoay vòng tròn luôn. Các bạn ơi, như vậy là bạn đó đã hoạt động được rồi nha. Các bạn thấy chiếc xe biến hình thành robot này có hay không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ cần về sửa chữa chiếc xe này hoàn thiện hơn mới sử dụng được nha các bạn. Wow, hôm nay chúng ta đi chơi tìm được rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn phun các bạn. Đó, những chiếc xe này rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.